Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Hôm nay thì trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em hai con radio cassette vô cùng độc đáo và vô cùng hiếm. Đặc biệt là những em này còn nguyên thùng và độ mới của nó lên đến 98% các bác nhé, gần như hàng tồn kho chưa sử dụng. Thì hai con này là hai con có tiêu chuẩn đại diện khác nhau, một con là dòng 3 cục và một con là dòng 1 cục các bác nhé. Vâng, tôi xin phép được giới thiệu với các bác và anh em. Đây, trước mắt các bác và anh em đây là hai con radio cassette được đến từ tập đoàn của Sharp các bác nhé. Tất cả những em này còn nguyên thùng, nguyên thùng và phụ kiện, và đặc biệt là em này, những em này có độ mới lên đến 98% các bác nhé, rất mới luôn. Đây, tôi xin phép được quay lần lượt từng con, quay lướt, sau đó tôi sẽ quay chi tiết từng con một để các bác để ý. Em đầu tiên này là em Sharp, có model là GF208 các bác nhé, 208. Và em này là em Sharp, có model là GF340 các bác nhé, GF340. Em GF340 này là 2 cửa băng và 3 cục các bác nhé. Còn em này là 1 cửa băng và là dòng 1 cục. Tôi xin phép được quay rất chi tiết từng con, sau đó là tôi sẽ test cho các bác nghe âm thanh của từng con một để các bác tiện theo dõi. Đầu tiên tôi xin phép được quay lướt qua từng con một, sau đó tôi sẽ quay kỹ từng con một các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn tinh đây, những con này thì độ mới của nó lên đến 98%, gần như là chưa sử dụng các bác nhé. Các hệ thống nút của nó thì không phải mới mà siêu mới các bác nhé. Các nút ấn này không có tí nào mòn các bác nhé, chưa có tí nào mòn luôn. Đây, mới kính con. Đây, các bác nhìn tinh các cái phần này của nó này, qua mới. Đấy, còn nguyên cả tem quảng cáo luôn. Đây, tem đỏ dấu các bác này. Sharp GF208 các bác nhé, GF208 hết sức là nổi tiếng và đỉnh đám. Em này sử dụng hai băng sóng AM và FM, FM của nó full 108 luôn. Đó, rất là mới. Tôi xin quay lướt. Và em tiếp theo đó là em Sharp GF340 dòng 3 cục các bác nhé, có thể thao rời bình thường. Em này sử dụng đến 2 cửa băng các bác nhé, 2 cửa băng. Đó. Và đặc biệt là em này còn mới đến 98%. Đây, tôi có thể cho các bác xem cái đầu từ đấy. Đó, đầu từ của nó này gần như là mới tinh luôn các bác nhé, không có chạy, không có mòn. Đây các bác này, cả hai bên đều như vậy, không có mòn luôn, nó gần như không chạy. Nó không phải là đẹp mà quá đẹp luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn tinh này, tay cầm của nó này, không một tí vết nào luôn. GF340 mới quá mới luôn. Ok, tôi xin phép được quay chi tiết từng con một. Đấy là tôi quay lướt thôi, bây giờ tôi sẽ quay chi tiết từng con một để các bác tiện theo dõi. Em này thì quá mới rồi. Đây, tôi xin phép được quay từng con, test từng con một, và khi trong khi test tôi sẽ quay rất là chi tiết lại lần nữa để các bác tiện theo dõi. Đầu tiên thì em Sharp GF208 này, em này thì nó quá mới rồi các bác nhá, GF208 FT, một trong dòng rất là hiếm, cũng còn nguyên cả phiếu bảo hành các bác này, gọi là tiếng là dây cấp nguồn còn xịn luôn các bác nhá, dây cấp nguồn nguyên của nó luôn, sạch hướng dẫn, hết sức là nổi tiếng. Em này có thể hát karaoke các bác này, có hai mic nè. Ngày xưa mà những cái con này đã hát karaoke là cả vấn đề quá đẳng cấp rồi các bác. Ok, tôi sẽ quay chi tiết sản phẩm cho nó, tôi test âm thanh. Đây, tôi xin phép được đưa xa lại chút xíu để các bác tiện nhìn dễ hơn. Ngoài ra thì trung tâm cũng bán rất nhiều các cái băng cassette các bác nhé, băng cassette Maxell nguyên, nguyên thùng chưa khui các bác nhé, nguyên siêu. Đây, rất chi tiết để các bác tiện theo dõi nó một cách nó kỹ lưỡng hơn. Đây, các bác có thể xem những em của nó 360 độ này. Đây, các cái đường bên cạnh các bác này. Đây, mới chưa các bác thấy nó quá mới không, cực kỳ mới luôn. Đây, các cái ổ của nó này các bác nhìn tinh, nó gần như là còn mới cong luôn, không có tí nào bị oxy hóa gì. Và cái phần pin nó đây các bác này,
vẫn còn nguyên cả cái bột biển nó mặc dù đã lão hóa rồi các bác nhé. Đây, mang pin này. Đó, còn mới keng luôn. Bởi vì em này là tình trạng chưa sử dụng. Đây các bác nhìn, tính tôi sẽ quay cho các bác cái số gì của nó đây ạ. Sáp GF208ST. Đuôi của nó 7184 các bác nhé. Ok, tôi sẽ test tính năng để các bác tiện theo dõi. Em này thì tôi đánh giá là âm thanh của nó quá tuyệt vời. Ngày xưa những con này cũng đã có rất nhiều các bác đã sở hữu được những con này rồi. Đây, đầu tiên là phần radio trước các bác nhé. Radio của nó đây, các bác gạt lên này. Trong những năm qua, hiệu lực bảo vệ thì cụ thể tin tưởng trong mình. Đi không đúng làn đường, phần đường chiếm tỷ lệ cao. Nhà của văn hóa ẩm thực Kinh Đô Huế qua gần một công lập vài khu vực của số hòa nhạc như những người bạn sống cùng âm nhạc với chủ đề Encounter cuộc đời. Giúp thí sinh đỗ vào nguyện vọng ưu tiên nhất có thể mà không phải lo lắng lựa chọn. Bạn chán luôn mang đến những điều bất ngờ không có vốn. Bằng cách và dứt khoát, đó là những cảnh báo mà... Đây là điều mong mỏi của quê hương. Sẽ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ok, đó là phần cái đèn đó bây giờ. Hai em này. Mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin live concert. Sở Hữu Hạc Festival Huế phối hợp tổ chức tiết từ ngày 25 đến 30. Chương trình Trở Về Ngày Yêu Thương đồng thời quy tụ bốn cái tên đang rất được mong chờ là Tùng Dương, Quang Dũng, Bằng Kiều và Ngọc Anh. Trong live concert, khán thính giả yêu nhạc sẽ được thưởng thức. Ok, đó là phần radio các bác nhé. Em này sử dụng hai băng sóng AM và FM của loa full 108 luôn các bác nhé. Cái em full 108 luôn, cho nên em bắt full hết tất cả các đài luôn. Ngoài ra thì em này có cả dàn nháy các bác này. Đây, dàn nháy ở đây này. Đấy. Ban ngày thì chắc là nhìn được ánh sáng của đèn nháy thì hơi khó. Nhưng mà con này chạy bình thường các bác nhé. Đây, tôi sẽ thử các bác cái phần cassette này các bác này. Con này thì nó quá mới rồi. Tôi xin phép hai con này tôi không tháo ra. Bởi vì máy đến mới 98% rồi các bác nhé. Nên tôi xin phép không tháo ra. Nó quá mới. Đây. Nhớ sao nay bao chúa nhật trôi qua anh không lại đêm. Đó các bác thấy không, tiếng rất là chất luôn. Hình như con này có cả tính năng tìm bài không các bạn. Đây, tôi thử các bạn nhé. À đúng rồi, chính xác, chuẩn luôn. À, vẫn tốt các bác nhé. Trên này thì có chỉnh to nhỏ các bác này, cân bằng loa và chỉnh check bát ở trên. Chất các bác nhá, tôi đi lại các bác này. Đấy, tôi đi lại này. Tôi mét vẫn chạy thường thôi nhé. Ok, em này thì quá chất rồi. Các bác nhìn tinh các cái đường viền nước mạ của em nó như này, các bác thấy đây là cái chữ nghĩa này, đây là cái đường viền nước mạ nó này, các bác nhìn tinh như này. Đấy. Đấy, nó sáng choang luôn. Đấy, sáng choang luôn này, tất cả dưới luôn. Mới 98% mà các bác, nó quá mới luôn. Đấy, cửa băng trong vắt này các bác. Ok, thì đó là với em này. À, em này thì cơ của nó quá chất rồi, các bác nhìn trong cái cơ bên trong này như các bác thấy cơ này trong cau bên trong và cơ sáp thì không phải bàn đến rồi, nó quá chất rồi. Hai em này thì mới 98% cho nên máy của nó quá mới, nhưng tôi xin phép không tháo ra. Đấy. Thì đó là em sáp này các bác nhé, sử dụng bằng hai bằng sóng FM 108 luôn. Tôi xin phép được test em tiếp theo, đó là em này.
Em này thì đây, xin lỗi các bác, tôi để chu vi thấp này cho nó tiện theo dõi. Hai em này đều còn nguyên cả dây cấp nguồn các bác nhá, dây cấp nguồn xịn của sáp luôn. Đây, tôi xin phép được hạ thấp em xuống dưới này tiện theo dõi. Đây các bác này, các bác đang chiêm ngưỡng những em đài sáp GF có độ đẹp xuất sắc, hay là độ đẹp gần như là xuất xưởng luôn các bác nhé. Quá mới luôn, tất cả các đường viền lân mạ rất là đẹp luôn, và quan trọng nó còn rất là mới, còn nguyên cả các cái tem hết của nó, tem zin. Cái này là tắp bằng nhôm các bác này, tắp nhôm nhưng mà không có tí vết nào luôn, toàn bộ tắp bằng nhôm hết các bác nhé, nhưng mà đẹp như mới luôn. Các bác nhìn kinh ra cái đường viền nước mạ của em nó đây, bên trên thế này, không có tí nào là có dấu hiệu của lão hóa hay là chảy xước. Đây bên cạnh các bác này, rất đẹp luôn, loa rất đẹp luôn. Đây như các bác này, tất cả rất đẹp luôn, sáng bóc luôn, rất mới các bác nhé, rất mới luôn. Đây phím nút của nó này các bác này, còn xoay gương luôn nhé. Và những con này thì cơ nó còn rất là mới các bác này. Đây, tôi đã quay một lần cho các bác nhìn rồi. Đấy, cơ rất mới các bác nhé, cơ đầu từng rất là mới luôn. Ok, em này có EPE sư các bác nhé. Cái đây là cái này bằng tắp nhôm các bác nhé. Và cái chữ sáp này cũng bằng nhôm luôn này. Nó sang bóng xoay gương luôn. Và đây là phía sau của em nó đây các bác này. Đấy, phía sau này em nó đây. Dầm ba cục có thể tháo rời lên các bác này. Này tháo rời lên. Sáp các bác nhé. Hàng Made in Japan xịn hết các bác nhé, đều hàng Nhật xịn hết. Đây là số series của sản phẩm các bác này, 8169 nhé. Và đây là cái phần pin của nó các bác này. Đó, pin rất là khủng luôn. Em này sử dụng tới 8 quả pin các bác nhé, 8 quả pin. Và con này sử dụng pin đại, đây là pin CD. Đây là chạy đường, đây là đường AC của nó 100V các bác nhé, tất cả AC 100V hết. Đây là cái lối loa. Ok, tôi sẽ test tính năng để cho các bác theo dõi. Đây, đầu tiên thì phần cassette trước các bác này. Mới đây đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Các bậc phụ huynh tại... Đó, tiếng rất là hay các bác nhé. Tụi lại, không biết nó chạy bình thường nữa nhé. Tụi lại. À, cơ con này thì quá lành các bác nhé, cơ em này lành lắm. Thư biết em chẳng được. Đó, tiếng rất là hay. Đây các bác nhé, tiếp tục lại. À, những em này thì đã kiểm tra hoàn hảo rồi, cho nên là chắc chắn là phải chạy phải hoàn hảo rồi, chứ không phải là không hoàn hảo được. Vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không biết. Đó là cái phần cắt xét các bác nhé. Em hai em này đều là auto stop hết các bác nhé, auto stop. Và em này cũng thế này, auto stop em này là full các bác nhé, kể cả từ tua nhất đều là tự động hết. Em này là rất là hay. Đây, tôi sẽ test cho cái phần radio các bác nhé. Radio của em nó đây. Đây, gạt mềm radio các bác này. Mình cách xa, về với nhau chung một nhà, thả nguyện nắm tay. Cái này là cái tem zin của nó các bác nhé. Tem này tem zin của Nhật luôn. À, nói chung là nó giữ được rất là đẹp luôn. Giữ được tuyệt vời. Quá là mới các bác nhé. Phần mới. Đông cũ đã về, anh sưởi ấm hết những giờ buồn trong lòng em. Nghiêm trọng gây mất chức nắng ở trẻ giận.
mà mình thì cũng là coi như là đang làm cha. Thành ra có một... Đó chính là Vương Bảo. Vương Bảo nói thôi, không phải là khô khan. Được rồi. Hải và xe khách. Cùng với việc kiểm tra thì cũng sẽ thực hiện việc tổ chức tuyên truyền đối với các lái xe, các chủ phương tiện. Quá trình triển khai tập trung lực lượng thì phương tiện phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Đối với thí sinh trúng tuyển, thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày năm có khoảng 800.000 người khuyết tật được trợ cấp và hỗ trợ. Các bác thấy không? Nếu mà những con nào mà sử dụng nhiều đấy là cái này nó sẽ mòn hết luôn này, bởi vì đây cái chỗ này chỗ vặn sóng mà, các bạn đi vặn lại là sẽ mòn hết cái này luôn. Nhưng đặc biệt là những con này tồn kho, cho nên không có sử dụng. Hoặc là những cái phím này các bác nhìn tinh, nếu mà sử dụng nhiều nó sẽ mòn hết luôn, mòn và nó có vết luôn. Đấy. Thì em này của nó là còn giữ được rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Không tì vết luôn các bác nhé. Em này thì được chủ nhân giữ được rất là tốt, còn như là thùng luôn. Thùng của nó luôn các bác nhé. Ok, đó là hai em cassette xứng đáng được các bác sưu tầm. Là một trong những cái top những con còn hiếm sót lại. Bởi vì cái thứ nhất là nó còn nguyên thùng. Và cái thứ hai là nó còn mới đến 98% các bác nhé. 98%. Ngoài ra thì trung tâm cũng cung cấp rất nhiều các cái băng cassette hàng mới tinh chưa sử dụng các bác nhé. Băng này gọi là băng mới tinh chưa sử dụng, băng tồn kho. Đấy, và băng tất cả băng này là băng cổ Nhật hết các bác nhé. 100% là trung tâm cung cấp là băng cổ Nhật. Đấy, rất là nhiều luôn. Thì bác nào mà thích chơi những cái băng xịn này thì các bác có thể đặt một hộp này hoặc là 5 cuốn, tối thiểu 5 cuốn thì trung tâm mới ship, là sẽ in những chương trình cho các bác theo nhu cầu. Và cái giá của cái băng cassette này nó cũng rất là hợp lý các bác nhé. Băng nếu khi in rồi thì nó sẽ có dao động từ 200.000 đến 300.000 trên một cuốn các bác nhé, tùy theo thể loại, tùy theo loại băng, bởi vì ở đây trung tâm có rất nhiều loại băng khác nhau. Đấy, thì là các bác đã sở hữu những cuộn băng cassette mới tinh. Các bác nhớ từ là mới tinh nhé, mới tinh và được in đẳng cấp từ F0. Đấy, in thì miễn phí cho các bác thôi, không tính tiền phí in đâu. Đấy. Đấy thì là các bác có thể đặt những cuộn băng tuyệt vời để các bác chơi những cái đài chọn lọc của mình. Hay là mình có những cái băng chọn lọc để mình chơi những cái đài chất lượng, mình sưu tầm những cái chương trình ngày xưa. Ok, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác liên hệ sớm nhé. Đây là những cái sản phẩm rất là hot và đặc biệt là rất hiếm còn sót lại trên thị trường. Những hai dòng tồn kho nguyên thùng, và đặc biệt là những con này có độ mới đến 98% và chạy hoàn hảo mọi tính năng luôn các bác nhé. FM đều là full 108 hết. Thì bác nào quan tâm thì alo sớm cho em để sẽ được hỗ trợ về giá cũng như hình thức khuyến mại mua bán, hình thức vận chuyển. Và đặc biệt là bác nào mà chưa ấn vào nút đăng ký của kênh nhé, thì các bác ấn vào nút đăng ký của kênh để tránh tình trạng các bác bị sót các cái sản phẩm mình quan tâm, sản phẩm mình ưa thích mà lại bị bỏ sót do các bác không đăng ký kênh. Thì có thể các bác xem được thì nó có thể là một tuần, một tháng hay là thời gian dài hơn rồi thì sản phẩm nó không còn, thì cũng không có cơ hội để mua nữa. Thì xin phép các bác là phải đăng ký vào kênh. Các bác có thể có tuổi không đăng ký được thì bảo các cháu nó đăng ký giúp hộ. Thì là khi cứ kênh đăng tải lên một sản phẩm nào là các bác có thể xem luôn, và các bác không bỏ sót một sản phẩm nào luôn. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.
Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.